con từng học nghề ngày nay mẹ con vẫn còn lo một chút con con xa từ ngoài đó thiệt hại ta con sắp sửa bài thế cha mẹ con có sắp sửa bài này ta con biết ban liên sắp mặt này chui nên sập hú chế rứa ăn cỏ rất vui hai mình đấy đầu tay con ở chỗ lo về lỗ con biết đập rồi muốn cha đó con biết tay sắp mặt là hai ta hay một nếu cứ đặt cái cam nhà cho nên chị ở cùng với ta con tôi ở hai mình đã tốt cha đó con tôi ở hai ba được ăn hai con tự ăn mía chưa đủ cay cái cay cho mùi đằng nhạc rú đòi dốt còn tớ mặt tay chưa lốt nắng đầy xó cái đá với nâng xìm hơi cái cà phê của bà cốn đăng ở đời tộc là quay kinh khai cho mùi đằng nhạc rú chà đi lá tốt chà lọ bị hái trong đá cái cây cay cho mùi đằng nhạc rú lấy chân mơ lùng hai cây cà phê quá cố nhưng mà mùi cho bọc bánh chậm luôn cứ không rõ à con mơ mai tay ní không mùi đông miên mùi rồi ta bị đông đến miền làm rõ cốt cha bị đông cứ xa đặc bí rồi chắc khoai tay mơ bánh đầu đi biến không ngồi đầu đi cứ biến đó cho cái đầu đi mà tốt cha một thầy để chứ nè hai cái mùi tiên cứ miên không đi cứ miên tái mùi tề để chứ nè pi rồi một thầy mùi ăn ha pi rồi một thầy mùi ai thằng này mùi tiết dừng ở tôi bị pi tiết mà đầu đi cứ biến đó hai ri 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 mà có ra mở mũi bì bảy bốn tràn cha tiếng ông ri mà có cha không biết đó pram lấy con sao xì tiếng đó pram đó pram hai con cổ pi rồi một thầy mũi cô từng đó phạm nếu con bố không đi là tam không đi nếu con bố không đi mong dường bố không đi cứ bố phi sẽ làm không đi mũi phi bảy bốn phạm phạm mũi là con sẽ xây lên phạm mũi còn mười ruột máu là ruột đỏ lên họ không đông khi mà có họ đó thấy sàn sàn xong những cái việc mà không có cha biết bày đồng bày đồng con sợ gì lý bày hai tuần rồi miền mạng tốt cha miền mạng đồng miền phí đồng miền đồng cùng với sợ gì đời xác là miền tuần rồi sợ gì lý bày cha những rộng bày tăng hóa lên nhưng mà quý ra một thầy mùi bốc năng đọc bản cha khởi quy rồi sang sắp trắng mùi lớn tốt tiên mơ cái ca cố tốt và con đang khóc cứ con cay lá về cha lọ cứ con trời lấy cho mơ mùi tiết tiền mùi tiết nóc tiền vừa hiệu nếch nóng mùi đông nếch cứ miên mùi rồi vừa lương đã vừa lướt còn mười rối vừa lạc ông nên còn mũi rồi đàn ông viêm viên bảy bảy đồng bảy đồng đi xoay đang mãn tốt bảy rồi bảy rối cứ sợ sẽ lệ mãn tốt bảy đồng cứ sợ sẽ bảy bảy rối cứ sẽ lệ bảy hai đồng ơn vương khiêu đi tiệt không mà đồng nên cứ viêm viên đó đồng nên viêm mãn tốt cha viêm bảy đồng bay đón sờ xin thế bay đồng nào ta chấp công ri đi có viên mãn có đặc ở mùi bì bảy bốn tám tám mùi xin đi tám mùi nào tốt thì bì đi tốt thì bì miên bì đồng
môi đông vì mà nốt con rửa mười đồng đến cứ miến đỏ để chết lọc miền phí đồng thì thế vì hai tuổi đi con rửa muối phí mời cha miến mời cho nó anh ấy học thấy mời không ăn nhớ bạn học thấy mời được miền lấy những trăm đàn bù cho cô thân nam con cứ dừng một tuần đi môn dân cô hơn thiền ní râm thiền nạc của má dân cô không rõ thì có và hơi thì lấy dân râm đầu kiểu bánh tư đến lấy không lấy dân râm thì không đi môn tôi bị phí đầu kiểu miến mũi bị bầy ai biết uốn prang của mũi rằm bí rằm bấy prang uốn hai đông prang nhưng không phải bốn sò xe lê phạm bốn ai cho bốc tông lên được khi áo bốn phạm muối bốn đồng bấy khơi phạm bốn đối thế này ta lấy cho bốc tông đầu tiên tông đọc tông thì phí miến phi tổng thầy thấy hai tông thì mũi miến bấy đau sáng sợ cho cái tóc mát không đó cũng thấy sáng sái à mình chỉ nghe khơi hả hà sắp kì mặt ống phát nồng sắp xây lễ và đàn lấy cái bố cầm đó quay bốc cầm phí khi ta tối thì chả lọ ai xuống rồi tôm thì bị ẩn nền tế miên đại xuống tí mùi để chết tôm thì mỗi miên bảy tống cứ bấy bảy rồi chà mình nghe đây để khơi bây giờ hai sắp rắn mùi lấy thuốc tiêu hơi bọc hồn mà bây rồi sang bố đơn mọc hệ bấy khơi bây rồi hai sắp rắn buồn nha nha lấy cái mơ lòng hạt ti bị cho bỏng bình rủi bụ lấy con mơ cái áo dư bóng bình bóng bình của nó rồi trái dư bố dùng mỡ ta còn bệnh chẳng má cốt dùng mỡ nè tuần ấy tuần rồi tuần đó tuần rì rứt tuần rì tuần đó tuần rồi ăn 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 món sụp bán ăn sẽ đám ăn chuối được nì lấy dùng mỡ hả mai này mùi đấu huyến mùi rồi bi đấu huyến má cốt bi rồi chả bi rồi để chết hết viên măng đấu bi đồng nhà bi đông sao xây lễ bi chứ như bên điện không đỏ mùi đông miên đỏ chứ như miên mặt đó tốt cho là miên bấy đồng để chết cứ mùi đông miên đỏ để chết bay đồng nhưng sao xây lễ mời thế mời cứ bay rồi nhưng ăn ha bay rồi hãy cùng bên điện riêng cổ tôm riêng những miền má có rập ở mũi bì bảy bốn trăm trăm mũi trăm bì trăm bảy đối với các tôm riêng miền lệ trăm miền mặt đại trăm bảy đối với các nhân sau xem lệ trăm bảy lệ trăm bảy rồi có bộ máu nhân tầm riêng lệ trăm năm tôm rồi hai tôm rí đã trăng tôm rí, tôm đắp trăng tôm đắp, tôm rối đã trăng tôm rồi rối dân chắc áo bù tái và lọc trăng lấy cư dân sọ xê lê tôm tìm mũi bi rồi xăm xăm trăm bảy bi rồi xăm xăm trăm bảy để ăn hạ bi rồi xăm xăm trăm bảy được nè lấy con chắc là bố bố tùng rì ngốn ờ, trăm mấy bố nặng bì khơi mát tốt con rập ở trăm mấy bố bì khơi mát tốt cha trăm mấy bố nặng bì sma nắng đó chất đọc sau xe lệnh mát tốt cha sau xe lệ xôn hãy thông mấy tiếp cha ta tục mũi nửa lớn tốn đó, rồi chúng bông tung đó,
bảy mà ngoan con mà buồn cho con bông bông bê tiền mà cha cứ phán mùi à sọ xì lê phán mùi đặt ở trái tá tuông tuông rồi khuyên ở bảy bố nhà trái thơ mấy con cha cứ tùng lẹ lê bê ở trái tá tuông cha ồ tiền ớt bay rồi sang sắp ra bấy bố một thầy bí khơi bay rồi học sập chết không lấy cứ khơi đối thì lấy thuốc bộ trăm bấy bố một bí cha khơi đọc được thì giờ sẽ bị xốn ta tục mũi lần lượt xuống đọc mũi bố đập bấy cha buồn bốn bố đập bí cha cứ khơi phán mùi được nghề tô rối lệch bình khuyên là bảy bố cha cứ tủng nhạc lễ bình cha để mắc khơi khi được học sắp đối nghề nhà tích bảy cho bố chẳng muốn rối bỏ bình con người cho bố chẳng muốn rối bỏ bình cô mơ cái ta cốn co châu bô chẳng luôn vui bằng quấy nhưng mới co bay rồi sai sập bẫy bô nâng mọc hay phám mùi lớp công cho cái nam nó sao xế lễ bay rồi sai sập bẫy bô nâng mọc hay phám mùi cứ con sợ xế chúa châu lấy dương mớ con phơi rủi nói lấy mơ tam nhật trú tiên mơ bỏ cốn nâng cả đá co bay rồi sai sập bấy bốc nâng một tay phạm mùi được nghĩa đi bay rồi sai sập bấy bốc nâng một tay phạm mùi lấy dương bố bột lễ cứ tùng riêng đề trai tám tuông tuông ri đặt răng tuông ri tuông nó đặt răng tuông đó tuông rối đặt răng nó rồi lớp con chắc ra bố bảy bố nâng phạm mũi con khơi má tốt bảy hai hai nâng phạm mũi tí khơi má cha khơi phạm buồn cứ sò xê lên phạm buồn à, tuông đó buồn bốc nặng bì khơi mán tốt cha uốn bốc nặng bì khơi phán mùi tôn rối khuya là bầy gỗ là bầy cốt cha tùng le cha khơi bay rồi học sắp phán buồn lỡ con mơ bắt con mà có cái ca cổ khơi đó bay rồi học sắp phán buồn cha là ồ lấy những mơ cho mình kho mùi tiền con sẽ xây đặt đá hai con thuê đặt đá phạm rồi sai sập phạm bộ mọc thầy bầy chả có chấp đá con xây đặt đá tới à, thấy chào mở tiên chị mùi nâng nè cừu nửa lực đá hiền con tập riêng lễ ở trái tạm tuần dân bông tuần nào mất bốn cha dân bông tuần thì môn tuần riêng như lễ của mạng tốt lễ pram hai tên lễ mạng cha lễ bầy để chứ nét pram bông được bầy so mạng tốt pram hai bầy tiền mạng tốt cha bầy lễ cốt so xây lễ pram bầy tôn đó bùn bốn nâng bí thầy mán tốt bốn hai hai bi điện thầy mán tốt bốn hai bi điện bi prám mùi dạ prám mùi prám khuya là bảy bố prám khuya là bảy bố dơ tùng liệt lễ pram pram rồi sai sập pram bốc năng một
27 khơi mát có dạ khơi 565 7 nó không tiêu mưa cả đá hay nên sẽ là cái cả cốn dạ khơi 567 Bye.
lại để con nơi cách ca con trời khó con cha lọ cứ trời được chứ nế hôm nay con để cứ chọc là phần này con con bất chia của cả mẹ nơi tiếng con con mà riêng được ngọt thì muốn lâu bị chọc để cứ chung bố ở con viên sọc của thiệp là ó nâng viết và nhà chiếc vậy hai con cùng lấy liên xong ăn đáy sợ cú chế rưỡi ở con